Xã San, huyện Tây Giang là một trong bốn xã vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Nam, tiếp giáp với huyện Ca Lùng thuộc tỉnh Sê Công nước bạn Lào. Toàn đảng bộ xã San hiện có 12 chi bộ với 243 đảng viên. Bằng tinh thần vượt khó và đoàn kết cộng đồng, những năm qua, dù còn vô vàn khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực vươn lên, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển kinh tế xã hội, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Xã San là xã miền núi, đường xá đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, mùa mưa bão thì xảy ra thường xuyên và lụt lội lở đất ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nhân dân ở xã San là chủ yếu là người đồng bào dân tộc Cơ Tu, người dân đời sống khó khăn. Nhận thức của người dân so với cái điểm chung là rất là thấp. Nhận thức của bà con tự phấn đấu vươn lên là nó còn hạn chế, chỉ đòi hỏi phải nhờ có sự hưởng ứng và nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là hiện nay công tác phát triển sản xuất giống cây trồng vật nuôi là nó chưa áp dụng được cái khoa học kỹ thuật để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, vẫn còn sống tự cung tự cấp. Không chỉ riêng A San, ở những xã vùng cao biên giới này, những cái khó cứ quẩn quanh thay phiên xếp chồng lên nhau. Khó bởi thiên tai bão lũ, khó bởi những cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn cứ mãi dài tít tắp mù xa, rồi lại khó ở cả những yếu tố chủ quan của chính con người, khi đâu đó vẫn có một số cán bộ thôn xã chưa thực sự chủ động sáng tạo và sâu sát tình hình thực tế, chưa thực sự tận tâm hết mình với nhiệm vụ được giao, khiến việc cụ thể hóa một số chỉ thị, nghị quyết của đảng, của địa phương còn chậm, thiếu cụ thể, hiệu quả thấp. Các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chưa được triển khai nhân rộng, đời sống của bà con chưa có nhiều cải thiện. Thế nhưng A San của ngày hôm nay đã là một vùng quê có nhiều đổi mới. Thôn Kỳ Non là một làng cổ của đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang, còn lưu giữ những nghề truyền thống. Nhiều năm trở lại đây, Kỳ Non được biết đến như một hình mẫu của cộng đồng miền núi, bởi chi bộ thôn đã và đang tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người dân, nỗ lực phát triển kinh tế, tăng thu nhập từ sản vật địa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các mô hình trồng lúa rẫy dần được chuyển sang mô hình làm ruộng lúa nước và trồng thêm cây dược liệu dưới tán rừng để có sản phẩm làm hàng hóa giao thương với bên ngoài. Thôn giảm tỷ lệ hộ nghèo 10% so với năm trước. Cuộc sống của bà con, người dân cơ bản ổn định, từng bước tự giác phấn đấu xóa đói giảm nghèo. Một số kỳ công trình trên 10 tiêu chí thì thôn đã đạt được 5 tiêu chí, nhất là tiêu chí về đường, điện, trường, môi trường, quốc phòng an ninh. Chi bộ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tập thể đảng viên, nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó tiếp tục các nghị quyết về nhà ở và nghị quyết 35 thực hiện về kinh tế vườn và các tiêu chí thôn kiểu mẫu. Từ khi thực hiện mô hình trồng xả này, cuộc sống của gia đình chị Linh Thị Nhanh và các hộ gia đình khác ở thôn Kỳ Non, xã A San, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam có thêm nhiều niềm vui mới. Ai ai cũng hăng hái tham gia lao động sản xuất rồi lại chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Cứ thế, diện tích các mô hình ngày càng được mở rộng, đời sống của bà con ổn định và nâng cao. Thay vì ỷ lại, trông chờ vào các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, người dân đã từng bước tự giác phấn đấu, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 đã giảm 10% so với năm trước. Bản thân tôi thì có trồng trà xanh được một năm rồi, nên cũng nói chung cũng hiệu quả, nên sau này sẽ cố gắng để có thể phát triển kinh tế, để có thể thoát nghèo, giúp hướng dẫn cho các bà con có thể học hỏi được nhiều
rồi lan tỏa sau này cho các anh chị em. Không chỉ ở thôn Kinon, các thôn bản trên địa bàn xã A San luôn tích cực triển khai, quán triệt và cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế gắn với sản vật đặc trưng của vùng. Nhiều mô hình phát triển nông nghiệp bền vững được triển khai thực hiện. Các mô hình phối kết hợp giữa nhân dân địa phương và các lực lượng biên phòng, các tổ chức đoàn thể được hình thành, không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội mà còn góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương. Nhờ đó, nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Chi bộ đoàn thể luôn coi trọng xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ vốn cho nhân dân, đời sống nhân dân được cải thiện một cách rõ nét, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất có năng suất cao, có tiến bộ. Hiện nay hộ gia đình trong địa bàn thôn đề cao tới việc phát triển, tập trung phát triển toàn diện theo hướng nông lâm kết hợp bền vững, chú trọng hàng hóa và dịch vụ, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, kinh tế trang trại nhằm sử dụng hiệu quả những đất đai khoa học kỹ thuật để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, trọng tâm là chăn nuôi với trồng trọt. Đơn vị cũng đã có nhiều mô hình phối kết hợp để giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ như đồng biên phòng có mô hình cán bộ đảng viên tham gia sinh hoạt ở chi bộ thôn, cán bộ đảng viên phụ trách hộ gia đình để tham gia phát triển kinh tế cho từng hộ gia đình. Có quy chế phối hợp với đảng ủy xã A San trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trong công tác tham gia phát triển kinh tế. Mặc dù điều kiện tự nhiên xã hội không có nhiều thuận lợi, nhưng với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn, bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 11 trên 19 tiêu chí đạt nông thôn mới đã hoàn thành. Xã A San đã xây dựng được 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ giảm nghèo toàn xã đạt 10%. Đến thời điểm hiện tại, A San đã đạt 11 trên 19 tiêu chí. Chúng tôi cũng đã phân công các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban quản lý tiếp tục theo dõi các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục cân đối, củng cố lại các cái tiêu chí này để đảm bảo trong thời gian đến là A San là về đích nông thôn mới giai đoạn 2025. Đối với các chi bộ là trong thời gian này là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện là mỗi chi bộ và đăng ký tổ chức phân đấu là nhiệm vụ ở mô hình 4 tốt, phân công các đồng chí ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách các cái chi bộ để theo dõi sâu sát công tác lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp tham gia sinh hoạt luôn với các chi bộ để đảm bảo trong thời gian đến là mục đích để phát triển công tác giảm nghèo bền vững. Xã A San là một cái xã vùng cao đại diện cho cái trung tâm để hướng tới năm 2035 trở thành một cái trung tâm thị tứ của vùng cao. Mà muốn làm được cái việc đó trước hết phải hoàn thiện các quy hoạch. Đi liền với quy hoạch đó là quy hoạch về hạ tầng, rồi quy hoạch về kinh tế xã hội, rồi quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngay từ chi bộ cơ sở cho đến đảng ủy để tạo ra một cái đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về chính trị, cả về tư tưởng, cả về tổ chức bộ máy và một đội ngũ làm việc một cách chuyên nghiệp để không ngừng cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng. Và mặt khác nữa là A San cũng sẽ là một cái xã trung tâm để kết nối với công tác đối ngoại giữa nhân dân các cụm bản bên dưới bên Lào. Trong năm nay, Đảng bộ xã A San đặt mục tiêu phấn đấu đạt trên 3 tiêu chí nông thôn mới, công nhận 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục hoàn thiện khu nông thôn mới kiểu mẫu với 2 thôn, tiếp tục đạt tỷ lệ giảm nghèo 10%, tương đương với 50 hộ. Để đạt được những mục tiêu này, Đảng bộ xã A San, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ cần có thêm những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, để A San luôn là điểm sáng ở khu vực vùng cao biên giới này.